Hiện tại là 4 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 2 năm 2019 dương lịch. Cũng là ngày 27 tháng 12 năm 2018. Và chỉ vài ngày nữa là sẽ đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Thì là chúng tôi là hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một video là hoàn thiện xong 3 bộ bàn ghế phong cách Tần Thủy Hoàng cho 3 vị khách hàng. Thì ở ngoài sân này chúng tôi hiện tại là đang bày 2 bộ bằng gỗ hương đá và gỗ đỏ. Còn một bộ gỗ mít kia thì chúng tôi để bên trong kia. Thì tôi ngoài này nó hơi chặt nên là tôi không bày hết được. Thì tôi sẽ quay lại một video còn để giới thiệu và cũng như làm kỷ niệm với 3 vị khách hàng đã đặt chúng tôi là 3 bộ bàn ghế này. Thì bộ ngoài cùng này là bộ gỗ hương đá cột 12. Đấy, hàng rất là đẹp, chúng tôi đã hoàn thiện là BUM. Bộ phía trong là BU bóng. Thì đây là toàn cảnh của bộ hương đá đây. Cột 12 6 món. Tôi sẽ quay gần vào chi tiết hơn một chút nữa. Đây. Vân gỗ hương đá tự nhiên rất là đẹp nhé. Mặt liền một lá luôn. Vân gỗ tự nhiên rất là đẳng cấp. Đây là chiếc chương dài, chiếc văng dài, hay còn gọi là chiếc đoạn dài. Đây là bàn. Rồi, quý vị có thấy những vân gỗ đây xoắn xít vào, nó không có một mảnh gỗ nào giống một mảnh gỗ nào. Đó là đặc biệt của vân gỗ tự nhiên, không có một chỗ nào giống chỗ nào. Còn phía bên này là hai chiếc ghế nhỏ. Đấy, mỗi một chiếc ghế thì là đều có một sắc vân, một nét khác biệt nhau, không có chiếc nào giống chiếc nào. Còn cái dáng ghế Tần Thủy Hoàng này thì chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rõ rồi, thì tôi sẽ không giới thiệu nhiều. Từng đường nét thì là đều được tạo nên bởi những cái đường cong rất là uyển chuyển và dẻo. Đấy, tôi quay gần hơn chiếc ghế nhỏ đây, từ phần tay cho đến phần cột mà hoàn thiện rất là kỹ và phun BU bóng mờ lì mặt gỗ. Trong này là bộ ghế gỗ đỏ này và chiếc kệ hương đá này. Còn phía ngoài này thì chúng tôi vẫn còn một bộ nghê đỉnh cột 12 cùng 10 món của anh khách hàng tại Hà Nội. Bộ này là hàng VIP của chúng tôi nhưng vì thời gian cuối năm này thì bận nhiều việc nên là chúng tôi không hoàn thiện kịp được, nên là để ra đầu tháng riêng thì chúng tôi sẽ hoàn thiện. Đây là một sản phẩm là cực kỳ VIP, trương liền, tay liền, phần hương đá, gỗ thì được chọn lọc vào, không có sâu xia và giá gì cả. Đây này, vân này. Đây này, tay này. Quý vị có thể thấy là tay này là liền khối không cháp này. Vách dày 4 phân. Dày 4 phân. Và trương cũng là trương liền, nguyên tấm, nguyên khối. Khuôn tranh 4 phân, mặt ván dày 2 phân. Thì tôi sẽ quay qua thôi. Còn bộ ghế này thì tôi sẽ xin giới thiệu tại trong một cái clip khác. Tiếp theo thì quay bộ gõ đỏ ở chỗ này. Đây. Hiện tại là nó là buổi chiều nên mà thời tiết nó hơi âm u này. Ánh sáng nó không được rõ như là buổi sáng. Đây là chiếc băng dài nhá. Mỗi một bộ thì là đều có một nét đẹp riêng, chất liệu gỗ thì nó có nét đẹp riêng này. Nên là chúng tôi sẽ không khó để tả hết được, thì nó tùy vào cảm nhận của quý vị về từng chất liệu gỗ cũng như là từng bộ. Đấy, phần trương là chúng tôi chạm rơi, phía vách này thì có đục chạm hồng chỉ, hai chú chim và bông hoa hồng. Còn phần vách thì có hoa văn hoa lá tây. Đó. Đây là chiếc văng dài.
Phía bên này là bàn và hai chiếc ghế con. Bộ này thì được sơn BU bóng này. Cái sơn BU bóng này thì khi quý vị nhìn bên ngoài là rất là bóng, nhưng mà khi dùng máy quay thì là nó sẽ bị lóe với ống kính, nên là nó nhìn nó bị sáng hơn so với nhìn ngoài thật. Ánh sáng nó lóe, máy quay nó không thể thể máy quay nó không thể hiện được hết cái độ bóng của bộ ghế mà full BU bóng được, nhìn nó hơi khó quan sát. Còn phía trong này là chiếc kệ nho hương đá cũng của vị khách hàng có bộ ghế tần kia, khách hàng ở ngoài Cát Trù Cẩm Khê nhé. Thì tôi cũng sẽ quay lướt qua chiếc kệ TV này thôi. Đó, ngoài ra thì chúng tôi còn bộ ghế tần bằng chất liệu gỗ mít ở đây. Thì là không gian ngoài này nó hơi chật nên là tôi sẽ không thể bày được hết ra được.